Xin chào, cảm ơn bạn đã xem kênh LV Mai Chi nhân dịp mùa tựu trường Back to School. Trong video này, Chi sẽ chia sẻ đến bạn cách tự tạo và trang trí bìa sổ notebook ngay trên iPad cùng ứng dụng thiết kế Canva siêu đơn giản. Đảm bảo sau khi xem xong video này, bạn hoàn toàn có thể tự tạo hai thiết kế mẫu cùng vô số trang bìa sổ mang phong cách và hình ảnh của cá nhân bạn nhé. Hai thiết kế bao gồm một thiết kế hình quyển sổ da với nút khóa tròn ở phía trên cùng gáy lò xo, và bìa thứ hai với tên và tiêu đề được đặt ở phía trên, một số câu quote và hình ảnh trang trí lấp lánh xung quanh. Bạn có thể sử dụng mẫu bìa sổ này cho các trang sổ ghi chú điện tử trên iPad cùng ứng dụng viết ghi chú như ColorNote hoặc GoodNotes luôn nha. Đặc biệt là sau khi chia sẻ cách thiết kế bìa sổ xong, Chi sẽ gửi tặng bạn đường link mẫu thiết kế này hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể lưu vào email, sau đó tải về và dùng trực tiếp ngay trên iPad của mình. Vô cùng đơn giản nha. Chi sẽ hướng dẫn bạn từng bước chi tiết từ cách tạo file trên Canva như thế nào, cho đến từng bước thêm khung hình, thêm hình ghế lò xo, thêm chữ tiêu đề, cho đến hình ảnh trang trí chi tiết nho nhỏ. Sau đó, Chi sẽ chia sẻ cách tự tìm hình ảnh bìa sổ trên Pinterest, cách lưu và thêm ảnh vào thiết kế, cách điều chỉnh sao cho ảnh sáng và xinh hơn, cách thay đổi tông màu của thiết kế chỉ với một cú click, và cuối cùng đó chính là cách xuất file làm sao cho chuẩn nhất, cách thêm bìa sổ vào ứng dụng ColorNote và cả ứng dụng GoodNotes luôn nha. Đối với thiết kế thứ hai, Chi cũng sẽ chia sẻ từng bước tương tự như với thiết kế đầu tiên. Trong video này, Chi đã chia ra thành từng phân đoạn. Mỗi đoạn Chi sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước. Bạn có thể xem hết video này hoặc nhảy nhanh đến phần mà bạn muốn xem nhất nha. Đặc biệt là ở cuối, Chi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách lấy link thiết kế này về máy cho bạn nào muốn lưu và sử dụng nhanh chóng nè. Ok, nào mình cùng bắt đầu video này thôi. Chi sẽ chia sẻ cách Chi tạo nên thiết kế đầu tiên với ghế lò xo và khóa nút nha. Bạn vào App Store, sau đó tìm từ khóa Canva, tải về và đăng nhập vào ứng dụng này nha. Đây là ứng dụng thiết kế online có thể tải về và sử dụng miễn phí nếu bạn yên tâm nha. Sau đó vào trong ứng dụng, đây là giao diện bên ngoài của Canva. Bên tay phải sẽ là nơi lưu các file thiết kế của mình đã tạo trước đây. Chi sẽ chỉ bạn từng bước tạo nên một file mới nha. Bạn hãy ấn chọn nút Create a Design nằm ở phía trên cùng của thanh công cụ phía tay trái. Sau đó tìm kích thước thiết kế là A4 và chọn thiết kế theo chiều dọc nha. Đây là giao diện chia sẻ thiết kế nè. Trang thiết kế A4 sẽ nằm ở giữa màn hình, có thể di chuyển hoặc phóng to, thu nhỏ bằng ngón tay nha. Đầu tiên là chia sẻ thêm khung ảnh. Bạn hãy chọn Elements, chọn Frames, sau đó chọn hình vuông đầu tiên, di chuyển đến góc, sau đó kéo cho vừa khít với trang giấy nha. Tiếp theo, để thêm ghế lò xo, bạn tìm từ khóa Notebook White Binder như trong video Chi để nha. Chọn See All, Chi đang dùng bản miễn phí của Canva, vì thế Chi sẽ tìm các hình không có ký hiệu vuông miệng với chữ Pro này nha. Ấn chọn ghế lò xo, sau đó di chuyển đến cạnh trái và thay đổi kích thước sao cho vừa với trang giấy. Trong Canva, vật thể sẽ tự động hít nhẹ vào cạnh của trang, giúp tụi mình dễ dàng canh chỉnh hơn. Sau đó vào Text, chọn Add Heading. Tại đây, Chi sẽ thay bằng tiêu đề notebook của sổ. Sau đó, Chi đổi sang một phông chữ khác nhẹ nhàng hơn một xíu. Chi hay dùng phông Best Light hoặc bạn có thể sử dụng một phông theo ý thích. Sau đó, thay đổi kích cỡ chữ sao cho vừa mắt. Chi sẽ thêm một hiệu ứng effect cho chữ sinh động hơn. Chi sẽ chọn outline đơn giản này nha. Về phần màu sắc, Chi sẽ chọn chữ màu đen và viền outline sẽ là màu trắng. Có thể thay đổi kích cỡ line bên ngoài chữ sao cho phù hợp hơn. Tiếp tục, Chi sẽ chèn thêm một hình chữ nhật làm nhãn vỡ. Chi sẽ đặt ở phía dưới này nha. Sau đó đổi sang màu trắng và giảm bớt transparency của khung nhằm tạo độ trong suốt. Sau đó nhân bản khung vừa tạo, tăng độ transparency của khung này lên cao hơn một xíu, tạo thêm đường viền bao quanh màu đen. Chi tiếp tục thêm text để thêm name và class cho nhãn vỡ này. Lần này Chi chọn phông chữ tròn là Nunito nha. Điều chỉnh lại kích thước sao cho vừa. Nhân bản name và đổi tên thành class. Vào Elements, tìm chọn Line, sau đó thêm đường chấm tròn để làm nơi ghi thông tin của mình nha. Chấm này có hơi to nên Chi sẽ hạ bớt độ dày xuống khoảng 2 là vừa. Nhân bản tương tự cho hàng dưới, vậy là xong nhãn dán rồi nè. Chi thêm một hình chữ nhật vào trang giấy. Sau đó đổi sang màu đen và kéo góc Corners lên tối đa để tạo đường bo tròn.
sau đó kéo dài hình ra một xíu và di chuyển đến cạnh phải của trang giấy để làm nút khóa, ấn dấu ba chấm và nhân bản. Ở phần màu bên trong, Chi sẽ không chọn màu. Chi sẽ thêm đường viền border dạng nét đứt. Đường viền Chi chọn màu trắng cho nổi bật trên nền khóa, nhìn trông giống như những đường chỉ may vậy á. Để làm nút tròn, Chi thêm shape hình tròn vào trang, thay đổi kích thước và di chuyển đến vị trí mong muốn, sau đó đổi sang màu trắng. Nhân bản hình tròn, đổi sang màu đen nhằm tạo hai lỗ nhỏ ở phía trong của nút nha. Vậy là xong thiết kế trang bì đầu tiên rồi nè. Bạn nhớ lưu ý mỗi khi sử dụng, hãy nhân bản trang thiết kế này thành một bản mới nha. Mục đích là để lưu lại trang thiết kế đầu tiên nè. Bạn chọn Upload, sau đó chọn Upload Files và tải hình ảnh có sẵn trong máy lên Canva. Tuy nhiên, trong video này, Chi sẽ chỉ bạn cách tìm kiếm hình ảnh bìa sổ trên ứng dụng Pinterest. Chi hay tìm kiếm với từ khóa như là màu sắc yêu thích, aesthetic và vintage. Các từ khóa này cho ra kết quả hình ảnh khá xinh và nghệ thuật á. Sau đó, bạn hãy lướt và tìm hình nào mà mình ưng ý nhất nha. Chi sẽ chọn thử hình này, ấn và chọn dấu ba chấm, sau đó chọn download image và chờ hình lưu vào máy, quay trở lại Canva và upload hình vừa tải về vào đây nha. Sau khi hình đã upload xong, bạn ấn chọn hình, sau đó di chuyển hình vào giữa trang giấy, hình sẽ tự động hit vào ngay ngắn. Chi sẽ ấn chọn edit ảnh, sau đó vào adjust, kéo các thanh điều chỉnh màu sắc sao cho bức hình sáng và điều chỉnh các thông số còn lại sao cho hình trông mịn mắt hơn một tí. Để thay đổi màu của các yếu tố và hình trang trí bên ngoài, bạn hãy chọn vào bức hình vừa tải vào, ấn chọn dấu ba chấm, kéo xuống phía dưới sẽ thấy chữ Apply Color to Page. Bạn ấn vào đây, Canva sẽ lựa chọn các màu sắc nổi bật nhất trong bức hình và từ đó thay đổi màu sắc của các yếu tố trang trí bên ngoài sẽ cho phù hợp nhất. Có thể ấn chọn nhiều lần, đồng thời tụi mình vẫn có thể thay đổi từng chữ hoặc từng hình ảnh. Chị sẽ thử đổi màu chữ, Canva sẽ gợi ý một số màu chủ đạo theo hình bức tranh mà mình thêm vào nè, hoặc bạn cũng có thể chọn màu khác theo ý thích cũng được nha. Vậy là xong bìa sổ đầu tiên rồi nè. Chị sẽ tiếp tục làm thêm 4 trang bìa sổ nữa. Bạn nhớ lưu ý là mỗi khi tạo một trang bìa mới, bạn hãy nhân bản trang bìa thiết kế đầu tiên để lưu lại thiết kế gốc nha. Ở mỗi trang bìa, bạn hoàn toàn có thể thay đổi tên, đổi phông chữ, màu sắc cũng như hiệu ứng của chữ khác nhau nha. Bạn cũng có thể đổi được cả màu sắc của từng nút hình tròn hoặc là ghế la xo đến khung nhãn vỡ để cho phù hợp nhất với phong cách hình ảnh của từng trang sổ. Ở đây bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo trang bìa sổ theo sở thích, sao cho đây là trang bìa độc nhất vô nhị và chỉ có mình bạn sở hữu chúng thôi nha. Sau khi đã thiết kế xong, để xuất file bìa sổ và lưu vào sổ ghi chú điện tử, bạn ấn chọn dấu share ở góc phải màn hình, ở download, ở file type bạn hãy chọn là PDF standard nha. Sau đó chọn các trang mà mình muốn xuất, vì trang 1 là trang file thiết kế nên chị sẽ xuất file cho đến trang số 6 thôi nè. Xem lại thông số lần cuối, sau đó ấn download để tải file về máy. Bạn hãy chọn Save to File để lưu file vào máy iPad. Sau đó chọn vị trí folder, có thể đổi tên cho dễ nhớ hơn nha. Sau khi đã tải xong, bạn vào ứng dụng Files, mở lại thư mục để lưu và mở bìa sổ vừa lưu về nha. Đây là 5 trang bìa sổ mà Chi vừa tạo xong lúc nãy nè. Để lưu file vào ứng dụng ghi chú, tại đây bạn có thể mở trực tiếp đến Colonos, sau đó lựa chọn folder bạn muốn lưu về. Vậy là xong, mở thư mục các trang lên là bạn sẽ thấy từng trang bìa sổ sẽ nằm trên từng trang giấy riêng biệt. Đối với ứng dụng Colonos, trang đầu tiên sẽ được hiển thị như là trang bìa ở giao diện bên ngoài. Vì thế, để thay đổi trang bìa, bạn chỉ cần ấn chọn trang mong muốn và di chuyển chúng lên trang đầu tiên là được nha. Chị sẽ làm ví dụ cho bạn tham khảo. Đối với ứng dụng viết ghi chú khác như là GoodNotes, bạn hãy mở file bìa sổ vừa lưu về máy iPad lúc nãy, sau đó ấn dấu share và lướt tìm ứng dụng viết ghi chú mong muốn. Ở đây, Chi sẽ tìm và share trực tiếp vào trong ứng dụng GoodNotes. Bạn hãy chọn location để import file và nơi mong muốn nha. Tương tự như lúc nãy thì Chi sẽ chọn ra trang bìa mong muốn và đưa lên trang đầu tiên. Ứng dụng sẽ tự động hiển thị bìa sổ bên ngoài. Siêu đơn giản mà lại rất dễ thương đúng không nè.
Và đây là cách mà chị thiết kế về sổ notebook cover thứ hai. Cũng tương tự như lúc nãy, chị sẽ sử dụng ứng dụng Canva để thao tác và thiết kế nha. Quay trở lại giao diện trang chủ, chọn Create a Design, tìm kiếm và chọn kích thước A4 dạng dọc. Đầu tiên, chị sẽ tìm hình chữ nhật và thêm một mảng màu ở nửa bên dưới file thiết kế. Bạn nhớ chú ý, khi kéo khung màu sẽ tự động hit vào giữa trang. Chị sẽ đổi sang màu đen. Tiếp đến, chị tìm frame và thêm một khung ảnh hình vuông vào trang giấy. Căn chỉnh kích thước sao cho phù hợp và nằm ở giữa trang nha. Chị thêm một khung ảnh hình tròn nhỏ khác. Thêm đường viền màu trắng để tạo khoảng gap giữa khung hình vuông và hình tròn. Di chuyển vị trí và căn chỉnh kích thước. Khung hình vuông chị sẽ tạo bo góc tròn nhỏ một xíu. Tiếp tục, chị sẽ thiết kế khung viền phía trên để tên và lớp học chị tạo highlight nét mảnh làm khung. Sau đó thêm text tên. Chị chọn phông chữ tròn Balu. Đây là phông tiếng Việt nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Điều chỉnh kích thước và vị trí mong muốn, chị nhân bản text và điều chỉnh lại thành lớp. Chị thêm các line chấm tròn nhỏ để tạo nơi điền thông tin cá nhân, điều chỉnh lại sao cho vừa mắt nhìn nhé. Sau đó, để làm tiêu đề môn học, chị sẽ thêm text, chọn add heading, sau đó viết tiêu đề, điều chỉnh kênh trái, chọn phông chữ Balu và chỉnh size chữ lại nha. Chị quyết định trang trí thêm một câu quote nhỏ ở bên dưới. Chị dùng phông tên là Besita, đây là phông tiếng Anh, nhưng nét chữ viết tay rất là dễ thương nên là chị rất là thích. Chị nhân bản câu quote vừa tạo và xoay ngang chữ lại để trang trí thêm ở cạnh trái khung hình. Vì ở đây có khoảng cách hai màu khác nhau nên chị sẽ điều chỉnh thành hai khung text box riêng biệt. Sau đó đổi màu tương phản cho từng khung như trong video chị đang làm nha. Chị sẽ trang trí thêm một ít ở bên dưới. Chị tìm từ khóa là Aesthetic Hand Draw Leaf để tìm hình chiếc lá cọ. Vì dùng bản miễn phí nên chị chỉ tìm những hình không có ký hiệu vương miện và chữ Pro thôi nha. Sau đó chị đổi sang màu trắng và di chuyển xuống góc trái trang bìa sổ. Chị tìm từ khóa là Y2K Aesthetic. Sau đó lướt tìm hình ngôi sao lấp lánh để trang trí ngay góc khung hình. Chị sẽ thêm một khung hình chữ nhật nhỏ. Sau đó điều chỉnh Transparency xuống khoảng 60%. Chị đổi sang màu xám nhạt cho nhẹ mắt hơn. Bạn nhớ kéo khung hình chữ nhật xuống ở phía bên dưới hình lấp lánh này nha. Sau đó chia thêm hình ngôi sao 5 cánh. Di chuyển đến vị trí mong muốn và đổi sang màu trắng nhìn cho nó phù hợp hơn nha. Để đoạn giữa trông bớt trống hơn thì chia thêm một câu quote tạo động lực bên dưới. Đầu tiên chia thêm tên của tác giả trước. Ở phần dưới sẽ là câu quote với chữ nhỏ hơn. Chị đổi phông chữ sang Balu và Besita và chọn chữ màu trắng cho nó nổi bật. Chị kẻ thêm một line nhỏ ở đây nữa cho xinh. Vậy là đã thiết kế xong trang bìa sổ notebook cover thứ hai nè. Khi sử dụng, bạn hãy nhớ nhân bản thiết kế ra một trang mới nha. Sau đó vào Pinterest và tìm kiếm hình ảnh phù hợp với thiết kế trang bìa này thôi. Vẫn là từ khóa cũ là Aesthetic Vintage, Pastel và màu sắc mong muốn. Chị lướt tải về hình ảnh mà bản thân mình thích nhất. Chị sẽ tìm thêm với vài từ khóa của các môn học nữa nha. Sau khi đã tải về máy, bạn vào lại Canva và tải chúng lên file thiết kế. Sau đó ấn chọn hình và kéo vào khung ảnh ở giữa, chọn thêm ảnh và kéo vào khung tròn phía trên. Có thể double click và phóng to hình ra để tập trung hơn vào một hình ảnh cố định nè. Để đổi tông màu thiết kế của toàn trang bìa, bạn ấn vào dấu ba chấm và đó kéo xuống dưới cuối thanh công cụ, chọn apply color to page. Chị thấy màu là xinh và nhẹ nhàng nè. Ở tiêu đề môn học, bạn có thể thay đổi sao cho phù hợp với quyển sổ ghi chú, có thể đổi màu chữ cũng như phông chữ. Đoạn này bạn tha hồ tự do sáng tạo nha. Chị sẽ tiếp tục tạo thêm 4 bìa sổ nữa dựa trên thiết kế này và thao tác cũng tương tự như lúc nãy. Bạn cùng xem và ôn lại cách làm với chị nha. Không chỉ những hình ảnh mà bạn có thể tìm kiếm được trên Pinterest, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hình chụp của cá nhân hoặc những hình ảnh mà bạn đã có sẵn trên máy, hoặc có thể tự vẽ từ các ứng dụng vẽ điện tử, sau đó upload và làm trang bìa sổ cũng xinh lắm nha. Ở cả 5 trang bìa sổ này, bạn có thể tạo điểm khác biệt bằng cách mở tiêu đề môn học là một phông chữ khác nhau, trông cũng rất đặc biệt á. Chị đã tạo thêm được 5 trang bìa sổ mới vô cùng đơn giản và chị thấy cũng xinh quá chừng ha.
lúc này chị sẽ tải về máy, ấn nút share, sau đó chọn download. Nhớ bỏ trang bìa đầu tiên đi và chỉ lấy từ trang thứ hai thôi nha. Bạn có thể tải về dưới dạng PNG để lưu lại hình ảnh và thêm vào từng quyển sổ ghi chú notebook riêng biệt. Tuy nhiên, chị vẫn thích tải về dưới dạng PDF và import một lần và ứng dụng hơn. Bạn hay dùng cách nào để thay đổi trang bìa sổ digital notebook của mình? Hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Sau khi đã tải trang bìa về máy, bạn vào Files, ấn Open, sau đó check lại 6 bìa một lần nữa. Từ đây, chị sẽ share vào các ứng dụng ghi chú điện tử mà chị đang sử dụng như là Colonote hoặc GoodNotes. Đây là app GoodNotes. Để hiển thị trang bìa, bạn hãy chọn và nắm kéo lên trang đầu tiên nha. Có thể nhân bản lên thành nhiều môn học hoặc quyển sổ ghi chú khác nhau. Mỗi quyển sẽ để một trang bìa riêng biệt nè. Còn đây là app Colonote, bạn cũng có thể share tương tự và chọn folder muốn lưu về nha. Để hiển thị trang bìa, bạn hãy chọn và di chuyển lên phía trang đầu tiên là xong. Cùng xem lại 5 trang notebook cover tụi mình vừa tạo và chị sẽ hướng dẫn bạn cách tải file thiết kế này về hoàn toàn miễn phí ở phần sau nha. Để tìm và tải link 2 file thiết kế trang bìa sổ mà Chi vừa tạo, bạn hãy vào YouTube của Chi, sau đó ấn vào đường link Chi để ở đầu trang này nha. Đây là nơi Chi cập nhật tất cả những thông tin mà mọi người hay tìm kiếm, và bên dưới sẽ là nơi bạn có thể tải về các file digital Chi chia sẻ đến bạn nè. Ở đây Chi đã chia thành 2 đường link, để tải về bạn hãy ấn vào Get for free, sau đó sẽ hiện lên trang thông tin của quyển notebook cover mà Chi đã đề cập tại đây. Từ thiết kế này, bạn có thể tự mình tạo ra vô số những kiểu bìa sổ của riêng bạn với thao tác vô cùng đơn giản, chỉ bằng cách kéo thả hình thôi nè. Đây là file Chi thiết kế và chia sẻ đến bạn. Bạn có thể tải về sử dụng miễn phí hoặc cũng có thể ủng hộ Chi với mức chi phí mà bạn thấy hợp lý nha. Để tải về miễn phí, bạn chỉ cần nhập vào đây số 0, sau đó ấn Download Now. Lúc này bạn có thể tải về một file thiết kế trang bìa notebook mà bạn yêu thích nhất, hoặc có thể thêm cả 2 file thiết kế để tải về một lúc cũng được luôn nha. Tại đây bạn hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn để trang web có thể gửi đường link file thiết kế đến email cho bạn lưu trữ nè. Có thể nhập thêm số điện thoại, địa chỉ và cả ngày sinh nữa nha. Sau đó bạn hãy ấn Submit, vậy là xong rồi nè. Siêu nhanh và đơn giản. Đây là 2 đường link của 2 file thiết kế. Bạn có thể mở trực tiếp tại đây. Trang web sẽ có gửi thêm cho bạn một email để lưu trữ 2 file này. Bạn nhớ kiểm tra email thử nha. Khi bạn chọn Open Link, lúc này ứng dụng sẽ tự động di chuyển sang ứng dụng Canva và thiết kế của bạn sẽ được lưu lại trong danh sách thiết kế của ứng dụng luôn nha. Ok, vậy là bạn đã có thể tự tạo trang bìa sổ cho riêng mình rồi ha. Hy vọng bạn thích video này. Đừng quên like, share và theo dõi kênh LVMIG để xem thêm nhiều video hay ho nữa nha. Chúc bạn có một mùa tựu trường Back to School thật vui và tràn đầy kỷ niệm tuổi học trò nhé. Bye bye!